Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh mang số báo danh 239, Hoàng Ngọc Hương. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Ngọc Hương, đến từ Đồng Nai. Hôm nay em dự thi với ca khúc được mang tên Đoạn Tuyệt của Thái Thị. Và xin kính chúc ban giám khảo cùng các bạn thí sinh một ngày vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 239.